Trong tuyên bố đăng tải trên tờ nhật báo Phố Wall, người phát ngôn của Lầu Năm Góc cho biết lệnh cấm dựa trên một đe dọa bảo mật tiềm ẩn mà cơ quan này tin rằng các sản phẩm điện thoại của hai hãng này có thể gây ra. Bộ Quốc phòng Mỹ lo ngại rằng các sản phẩm điện thoại của hai hãng điện tử Trung Quốc là Huawei và ZTE có thể tạo ra những nguy cơ an ninh với quân nhân nước này. Lầu Năm Góc đã xác nhận với trang tin công nghệ CNET về quyết định mới ban hành cấm bán sản phẩm điện thoại của Huawei và ZTE tại các cửa hàng bán lẻ trong các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp thế giới. Nhân viên quân sự Mỹ vẫn được phép mua và sở hữu điện thoại ZTE và Huawei để sử dụng cá nhân ở bên ngoài căn cứ. Song Lầu Năm Góc hiện đang cân nhắc đưa ra khuyến cáo rộng hơn về việc mua điện thoại của hai thương hiệu này. Nhà chức trách Mỹ từ lâu nghi ngờ các sản phẩm điện tử viễn thông của Huawei và ZTE có thể được dùng cho mục đích gián điệp. Hồi tháng 2, dưới lãnh đạo CIA, FBI và NSA đã cảnh báo người tiêu dùng không nên mua điện thoại Huawei. Cả Huawei và ZTE đã nhiều lần nhấn mạnh rằng các thiết bị viễn thông tiêu dùng của họ không gây ra mối đe dọa an ninh cho Mỹ.